Cụ bà Phạm Thị Dươi, 89 tuổi, cũng tự mình đến bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Sau khi bỏ phiếu tại nơi cư trú, đồng chí Đàm Thơm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu tại các huyện Hòa An, Trà Lĩnh. Tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, đồng chí Chủ tịch vui mừng vì xã vùng sâu, vùng xa có nhiều dân tộc thiểu số. Song do công tác tuyên truyền vận động và ý thức của người dân nên các khu vực bỏ phiếu đều đồng loạt khai mạc đúng giờ. Các hoạt động bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn. Đến 8 giờ, có hơn 60% cử tri bỏ phiếu. Tại một số khu vực bỏ phiếu, xã Nguyễn Huệ, Hòa An, không khí bầu cử diễn ra sôi động. Các cử tri đã khẩn trương đi bỏ phiếu từ sáng sớm. Hơn 1.000 cử tri của xã đã ý thức được quyền hạn và trách nhiệm của công dân trước việc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp. Tại xã Quốc Toản, đến 9 giờ, điểm bầu cử số 5 Lũng Diệt đã hoàn thành công tác bầu cử. 10 giờ sáng, đơn vị bầu cử số 4, nơi có 50% cử tri là đồng bào Mông, cũng đã hoàn thành công tác bầu cử. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc của các tổ bầu cử nơi kiểm tra. Tại tổ bầu cử số 6, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, đồng chí Bế Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên. Đây là khu vực bỏ phiếu có trên 1.300 cử tri của 5 tổ thuộc phố Vườn Cam, thị xã Cao Bằng. Trong không khí của ngày hội bầu cử, ngay từ sáng sớm, nhân dân đã tập trung đông đủ tại khu vực bầu cử để nghe phổ biến về luật bầu cử và tham khảo thêm về tiểu sử của các ứng cử viên Hội đồng nhân dân 3 cấp. Sau đó, các cử tri đã lần lượt bỏ phiếu, lựa chọn những người ưu tú, đủ tiêu chuẩn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia vào Hội đồng nhân dân 3 cấp. Khu vực thị xã có 64 điểm bỏ phiếu với gần 37.000 cử tri. Tại điểm bầu cử số 4, phường Hợp Giang, đồng chí Lý Hải Hầu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân đã đến dự lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên. Tại tổ bầu cử số 5, phường Sông Bằng, đến 11 giờ, 100% cử tri đã thực hiện nghĩa vụ của mình. Đây là một trong những đơn vị hoàn thành sớm tiến độ bầu cử. Tôi đã từng đi bỏ phiếu rất nhiều lần, nhưng kỳ này, tức là bỏ tổ chức bầu cử Hội đồng Nhân dân 3 cấp, chúng tôi thấy rằng là được nhân dân rất nhiệt tình và tham gia nhiều ý kiến để xây dựng các đồng chí ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và đủ tư cách để